Xin chào cả nhà. Hôm nay là thứ ba, ngày 13 tháng 12 năm 2022. Hôm nay nhà em có một đơn hàng, đó là combo một máy biến tần hybrid của hãng Dyer, bảo hành 5 năm, kết hợp với cả 3 pin lithium SVE. Đơn hàng này của một bác khách ở bên Nam Định. Thì em đang test máy và test giao tiếp, test máy, test lạp và test xả của máy Dyer, giao tiếp với cả 3 pin lithium để bác cái chiều này để gửi bưu điện sang. Cái này thì hàng bên em đi sẽ đóng trên 3 led nhé. Thì cái quả pin này nó tương đối là nặng, nó đóng lên rồi nó vào hơn 60 cân. Biến tần Dyer, đây là phiên bản Dyer SG05 Sun 8K SG05 LP1-EU. Với dòng Dyer 8kW này thì nó sẽ có 4 cổng đầu vào mọi người nhé. Khi mọi người lắp full thì nó sẽ lắp vào 4 dàn pin, hoặc có thể lắp 2 dàn pin cũng được. Ví dụ như lắp 2 dàn, mỗi dàn 10 tấm 450 hoặc mỗi dàn 10 tấm 540W là ok. Đấy. Ở đây thì sẽ có 4 dàn pin đầu vào, nó sẽ PV1 sẽ có 2 dàn và PV2 sẽ có 2 dàn. Cách lắp thì cũng rất đơn giản. Ví dụ như là lắp dàn số 2 dàn số 1 mỗi dàn 7 tấm, 2 dàn số 2 mỗi dàn 6 tấm chẳng hạn. Đấy. Hoặc là có thể lắp là dàn số 1 là chỉ cần 1 PV vào thôi thì là 10 tấm 450, dàn số 2 là 10 tấm 450. Đấy, thì tổng chúng ta sẽ có 20 tấm 450. Với dòng 8 ký này thì mọi người cứ lắp áp vào cao là ok nhé. Áp vào là ví dụ như là 10 tấm 450 thì chúng ta sẽ thu được là khoảng 480 V đầu vào cho một kênh. Thì khi đầu vào hiệu quả như vậy thì khi lắng nó rút MVVT xuống thì còn khoảng 380 V là ok. Thì chạy thì năng suất hiệu điện điện nó ra sẽ được, nó bám điện sẽ tốt hơn. Về bản thân máy Dyer 8 ký thì khi chạy ra dây ắc quy vào thì mọi người cố gắng là chạy cho em là dây 35. Hiện tại dây test máy của em ở đây là dây 25 nhé. Dây 25 này thì bên em đang bán là 100.000 một mét, còn dây 35 là 140.000 một mét. Thì với dòng máy, cái máy 8 ký này ấy, thì cái dòng điện đầu vào của nó là 190A. Thế nên là sử dụng dây 35 thì là chạy là nó ok. Để công suất backup từ ắc quy ra được 8.000W thì cần cái dây điện ắc quy này vào. Dây vào là phải là dây 35 nhé. Dây em đang dùng ở đây là dây 25. Dây 25 thì cho phép là chạy 150A đổ lại. Đấy, thì là dây nó chỉ hơi ấm ấm thôi. Đấy, còn nếu mà chạy mà công suất chạy tới 8kW thì dây nó nóng quá, nó không tốt. Thì nên mọi người nên sử dụng dây phù hợp là dây 35. Còn dây điện đầu vào, điện AC nhé, mọi người sẽ sử dụng cho em loại dây Trần Phú 10mm, dây 10 của Trần Phú đồng mềm nhé. Còn nếu dây cứng cũng được, cứng thì nó hơi khó bắt. Hoặc là nếu như mọi người có dây mạ kẽm, đồng mạ kẽm, ví dụ dây của Nhật đi, thì mọi người chạy dây 8 là được. Hiện tại trong máy này nó cũng là chạy dây 8 này, chạy dây 8, dây 10, nhưng mà nó là dây đồng mạ kẽm, nó gọi là dây AVKG. Khi dây đồng mạ kẽm thì là tiết diện nó nhỏ nhưng mà cái độ dẫn điện nó khỏe hơn so với cả dây đồng thuần. Ví dụ dây Trần Phú thì mọi người để phù hợp với cái máy này thì lên chạy cho em là dây 10 nhé. Dây 10 của Trần Phú thì nó rơi vào hơn 30.000 một mét thì phải. Đại loại như vậy. Ở đây thì nó sẽ có cổng gip là cổng điện vào đây. Ở đây em chưa đấu tiếp điện nhé vì đang là thử máy. Khi mọi người về là sẽ đấu. Nếu như mua kèm tủ điện bên em, bác này thì bác ấy lại không mua kèm tủ điện nên em không đấu tủ điện. Còn mua kèm tủ điện thì là bên em đã đấu dây mát các thứ sẵn rồi. Còn nếu mà chưa có thì về cứ đấu thôi. Điện gip là điện vào và loát là điện ra nhé. Cái cổng loát này là sẽ sử dụng khi mất điện thôi. Còn bình thường nó chạy quá tải qua CT. Nên là không sử dụng cái cổng loát. Cổng máy phát điện này cũng vậy. Khi nào hết điện thì là nó máy phát điện sẽ tự đóng. Về giao diện thì con máy này thì tất cả các máy Dyer thì màn hình nó đều như nhau thôi. Màn hình của nó là cho phép là 12kW pin này. Công suất 8 ký nó đến số 8 này. Đấy. Ắc quy cũng 8 ký này, đây. Hiện tại là giao tiếp với cả lithium SVE đây. Điện áp là 52,36V. Điện áp sạc là 56V. Điện dòng sạc tối đa là 150A, dòng xả tối đa là 300A. 3 quả pin thì sẽ là 300A. Nhiệt độ là 19 độ C, SOH là 48, còn SOH là 100%, là sức khỏe là 100%. Và SOC là dung lượng của bộ pin là còn 48%. Nó giao tiếp ở chế độ lithium BMS01. Về các cài đặt ban đầu thì bên em cũng chia sẻ cách cài đặt đây. Em đã cài đặt sẵn cho khách hàng theo nhu cầu của khách hàng. Về phần ắc quy này,
Thứ nhất là giao tiếp lithium. Đấy, phần ắc quy là 300 A, dòng sạc 60 và dòng xả là 185 A. Về phần ắc quy sạc điện lưới thì cho sạc 15 A vào những hôm mà trời nó mưa phùn các thứ ấy, là nó sẽ sạc từ điện lưới vào là 15 A, sạc theo giờ nhé, ở cái mục time view. Về phần lithium giao tiếp thì chế độ giao tiếp là 0 0, sit down là 5%, khi hệ thống ắc quy xuống còn 5% thì biến tần sẽ tắt điện. Và phần low battery tức là báo điện áp ắc quy yếu thì sẽ là 15% và G-start là 50%. Đấy. Đấy là về phần cài đặt giao diện ắc quy. Về phần cài đặt công suất PV đầu vào. PV đầu vào đang để mặc định ở chế độ là 9.200W, mọi người có thể tăng lên là 12.000W. Đấy. Nói chung là công suất PV thường là sẽ là 9.010 ký đổ lại. Đấy. Vì máy của chúng ta là máy 8 ký mà. Chứ chạy nhiều lãng phí cũng bỏ, cũng chả giải quyết được gì cả. Phần Rero Xbox City thì chọn Rero Xbox City. Ở đây thì em chưa cắm CT nên đang chạy là Rero Xbox tù loát nhé. Maxell Solar Power là công suất bán điện 8.000W. Ở đây không bán điện thì sẽ không tích vào Solar Cell. Rero Xbox Power là 20W, tức là nó sẽ cho bù lưới 20W từ điện lưới. Còn nếu mà muốn bù lưới 00 thì mọi người sẽ tích vào đây thành 00. Phần loát phớt, điện năng lượng mặt trời sẽ ưu tiên nuôi tải. Phần máy phát điện là 8.000W. Ở phần time of view là cài đặt máy chạy theo thời gian từ 1 giờ sáng đến 5 giờ sáng là sẽ sử dụng công nghệ sạc AC, sạc từ điện lưới này, dòng sạc 15 A và ắc quy luôn giữ ở mức là 25%, tức là ắc quy nó sẽ tụt xuống dưới 25% thì nó sẽ tự động lấy điện lưới sẽ sạc vào. Ví dụ như trường hợp xảy ra như sau, ví dụ như ở đây là từ 1 giờ sáng đến 5 giờ sáng, ví dụ 3 giờ sáng nó bị mất điện, ắc quy mất điện đến 4 giờ sáng, ắc quy sẽ tụt từ 25% xuống còn 10%. Thì đến 4 giờ sáng có điện thì lập tức máy sẽ lấy điện lưới vào và nạp cho ắc quy lên 25% và sẽ dừng lại. Thì sáng ra lúc 5 giờ sáng mọi người sẽ thấy rằng ắc quy đang ở mức 25%. Khi có điện năng lượng mặt trời nó sẽ bắt đầu nó sạc lên 60%. Tức là từ 5 giờ sáng đến 9 giờ sáng nó sẽ sạc lên 60% và khi 60% nó sẽ nghỉ. Nghỉ rồi thì đến tầm 9 giờ đến 13 giờ nó lại sạc tiếp theo. Ở đây thì về mùa hè thì 5 giờ nhé, còn mùa này thì phải là 6 rưỡi mới có ánh mặt trời mọi người nhé. Đấy, thì cái này thì có thể điều chỉnh đây. Ví dụ em chỉnh chỗ này nhé, em chỉnh nó lên là 6 rưỡi này. Đây. 5 giờ 55, 6 giờ, 6 giờ 15, 6 giờ 20, 6 giờ, đây, 6 giờ 30 này. Đấy, chỉnh đến 6 giờ 30. Đấy, tức là nó sẽ bắt đầu nạp từ lúc 6 giờ 30 đến 9 giờ. Ví dụ như nó nạp đến 9 giờ mà được 60% rồi nó sẽ nghỉ, thời gian nghỉ là được 30 phút. Bắt đầu từ 9 giờ đến 13 giờ thì bắt đầu sẽ nạp. Ví dụ nạp đến 12 giờ trưa là được 80% rồi thì nó sẽ nghỉ từ 12 giờ đến 1 giờ. 1 giờ bắt đầu mới nạp tiếp. Đấy là quy trình của nó đặt thì nó cũng rất là đơn giản. Tức là một ngày sẽ cho làm nạp làm 3 giai đoạn và xả cũng tương tự như vậy, xả từ 3 giai đoạn. Bắt đầu xả điện từ lúc 17 giờ. Khi trước 17 giờ thì là ắc quy sẽ đầy 100% rồi. Đấy là trong trường hợp chúng ta là nắng tốt nhé. Nắng tốt đủ điện sẽ đầy 100%. Sau đó là sẽ 17 giờ là sẽ bắt đầu xả bình ắc quy. Bình ắc quy lúc này sẽ xả đến lúc 21 giờ. Tức là trong vòng từ 5 giờ đến 9 giờ tối sẽ xả xuống công suất xả là 3.000W. Tức là xả từ ắc quy ra là 3.000W này. Mỗi quả cho xả 1.000W. Thế là khi mà điện áp của bình ắc quy xuống 80% thì nó sẽ dừng lại. Ví dụ như là xả xuống sẽ dừng lại và khi mà từ 21 giờ đến 1 giờ sẽ xả mức 2.500W và đến 60% sẽ dừng lại. Đấy, đấy là cái cài đặt, đây là yêu cầu của khách hàng nhé. Và mọi người có thể chỉnh, ví dụ như là không muốn là dừng ở 80% mà dừng ở 60% chẳng hạn. Thì mọi người có thể chỉnh ở đây. Đấy. Sau khi chỉnh xong thì nhớ tích V này để lưu lại nhé. Đấy. Cái diode này thì cực kỳ dễ cài đặt và cực kỳ dễ sử dụng. Nó chạy theo thời gian rất là chuẩn. Nó không giống như loop power thì chỉnh nó hơi khó, nó cũng có thời gian nhưng mà cái kiểu của nó chỉnh nó hơi khó, còn thằng dial này thì chỉnh cực kỳ dễ luôn. Phương pháp cài đặt ở đây, grip setting cái mặt này phần này bỏ qua nhé. Điện áp output ra này, ở cái máy dial thì có dòng là inverter output voltage, ở đây thì chúng ta sẽ để là mặc định là 230 nhé, nhưng mà thường em sẽ để là khoảng 220V hoặc là 200V. Đấy. Để 200V thì sao? Để 200V thì điện ra sẽ là 200V. Khi mất điện thì là bình ắc quy của chúng ta sẽ xả ngưỡng nó thấp hơn một chút.
thì là nó sẽ tiết kiệm điện được thêm vài phần trăm nữa, mà để ở mức 200V. Thế còn để ở 230V thì là ắc quy nó kích từ 48V lên 230V thì nó sẽ hao điện nhiều hơn. Để ở mức 200V thì là chúng ta sẽ tiết kiệm được thêm vài phần trăm đấy. Em thì em hay để 200V. Đấy, còn mà của nó để 240, 220. Còn phổ thông nhất của Việt Nam là cứ để 220. Đấy, ví dụ ở đây em để 220 nhá. Cái phần grip voltage là điện áp thấp là 185 này. Điện áp dưới 185 là nó sẽ ngắt điện lưới mọi người nhá. Bảo bác nào ở vùng điện thấp thì cái chỗ này chỉnh xuống cho em khoảng 175V là được. Đây này. Đấy, cái chỗ này chỉnh cho em xuống 175 nhé. Đây em chỉnh cho khách 180 đi. Điện cứ dưới 180V là nó sẽ nhả điện lưới ra đấy. Mà nó chạy ắc quy đấy, nó chuyển sang chế độ độc lập. Điện thấp quá không ổn định thì nó sẽ nhả ra. Đấy là mình cài đây. Còn điện cao là 265V nó cũng nhả máy luôn. Là nó chỉ chạy độc lập thôi. 180 đến 260 nhé. Đấy là cách chỉnh điện áp ở chỗ này. Rồi. Basic setting thì các thứ thì không nói, avant function những cái này không cài đặt thế thôi. Ở cách giao tiếp của Vinitune SVE. Giao tiếp ở đây thì sử dụng dây mạng 8 sợi, em đang sử dụng dây mạng 8 sợi nhé. Cắm vào cổng BMS can giúp em. Đây. Các bác cứ cắm vào cổng BMS giúp can này. Ở trên con trên Vinitune giao tiếp thì là cắm vào cổng can này. Quả nào mà giao tiếp thì công tắc số 4 sẽ gạt lên nhé. Còn quả thứ hai thì công tắc số 1 gạt lên. Quả số 3 thì là công tắc số 2 gạt lên. Đấy, sau đó cắm dây truyền sang nhau. Đấy, cắm cổng nào cũng được. Đây, quả 1 này là quả phát xung này. Nó sẽ phát ra cái xung xanh xanh nhấp nháy này. Đây, mọi người có thể nhìn thấy này. Đấy. Thế sau đó là nó chuyển sang quả này. Quả này sẽ đáp trả lại bằng một cái xung vàng này. Như này. Đấy, nó sẽ sang một cái đèn vàng nhấp nháy lại. Đây, mọi người có thể nhìn thấy cái này nó rõ hơn. Đấy. Xanh lên thì vàng nó sẽ hồi lại. Cái này cũng vậy. Đấy, xanh lên thì vàng nó sẽ hồi lại. Thì hiện tại pin thì bên em đã cài đặt sẵn rồi, nhưng mà ở đây đang thiếu một cái dây cắm từ đây sang đây, nên là em chỉ cắm để test máy thôi nhá. Thế còn khi về khách hàng thì ấy sau, bác này bác bảo về bác cái tự bấm cốt, còn đây là đồ test của em thôi. Bác về bác cái tự treo lên tự bấm, vì phải đo kích thước dây, bấm lại cho hộp cho nó gọn cho nó đẹp. Đây là PV đầu vào nhá, PV đầu vào. Máy em để ở chỗ này nên là không cắm PV được. Máy của bên em thì trước khi đi là đã test cho mọi người và quay video rồi, nên mọi người cứ yên tâm là 100%. Thì chỉ có ví dụ như là một số hôm nào em bận quá hoặc là khách quen thì biết rồi thôi em không cần phải test. Còn những khách lạ mua một lần thì là bên em sẽ phải test, để tránh trường hợp là mọi người về đấu lối nó sai kỹ thuật dẫn tới máy bị lỗi chẳng hạn. Đấy. Thì trước khi đi là bên em đều test như thế này. Cái bộ này bên em đã ghép sẵn rồi, về khách hàng chỉ việc xài thôi, cắm lên thôi. Đấy, trong quá trình lắp đặt thì cần hỗ trợ thì cứ gọi qua Zalo, bên em sẽ kiểm soát cho mọi người qua Zalo. Đấy, đóng điện đấy, Vinitium SVE thì nó giao tiếp thì nó hiển thị lên như thế này. Đấy là giao tiếp ba quả này nhá. Ba quả này giao tiếp với cái này. Rồi, hiện tại là em có test hàng cho khách hàng và cũng giới thiệu tới mọi người. Các bác có nhu cầu đặt hàng liên hệ Solar Nghiêng, số điện thoại là 0987006938. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi. Em xin phép được kết thúc video tại đây.